tại cây diêu trầu cho thẻ hoặc sổ vào. Nhấn Gosokin. Chọn Hokano Kozang e Nosokin. Nhấn chữ ghi ấy để tiếp tục. Nhập mật khẩu. Chọn tên ngân hàng. Của Halo sẽ là Mitsui Sumitomo, gọi tắt là SMBC. Màn hình tiếp theo chọn tên chi nhánh. Chi nhánh ngân hàng của Halo là Ebina Shiten. Nhấn chữ E để tìm kiếm. Nhấn tiếp Chugio Hyoji. Nhấn tiếp Chugio Hyoji một lần nữa sẽ thấy tên chi nhánh Ebina Shiten ở cuối góc bên phải màn hình, rồi bấm chọn. Tiếp theo chọn Fuchu Jokin. Nhập số tài khoản đã nhận từ Halo. Xác nhận lại xem đã chính xác chưa, rồi nhấn Kakunin. Nhập số tiền bạn cần thanh toán. Nhấn tiếp Kakunin. Xác nhận phí chuyển khoản và ngày chuyển khoản. Nhấn Kakunin để tiếp tục. Phần này là phần quan trọng nhất, nhập ID để Halo có thể xác nhận thanh toán. Chọn nút màu vàng Henko Suru để thay đổi. Chọn nút Esuji để hiện bàn phím số. Nhập số ID bạn đang sử dụng và muốn thanh toán. Nhập xong chọn Kakunin để xác nhận. Nhấn tiếp Kakunin. Tiếp theo nhập số điện thoại bạn đang sử dụng. Nếu không có số điện thoại có thể nhập số ID bạn đang sử dụng. Nhập xong chọn Kakunin. Nhấn Kakunin một lần nữa. Xác nhận lại toàn bộ thông tin, nếu không có sai sót nhấn Kakunin để xác nhận. Màn hình tiếp theo sẽ hỏi bạn có muốn lưu lại thông tin tài khoản người nhận hay không. Các bạn nên lưu để tiện hơn cho những lần chuyển khoản sau. Nhấn Toloku Suru để lưu. Chờ quá trình chuyển khoản hoàn thành là xong. Đừng quên giữ lại bill và chụp ảnh gửi cho Halo để xác nhận đã thanh toán cước nhé.